Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay thì mình đến với video này thì mình sẽ có một thử thách cho Bảo Béo, đó là 30 bát mì tôm mọi người nhé. Đấy, trước mặt của mình 30 bát mì tôm, và nhiệm vụ của Bảo Béo là sẽ phải ăn hết 30 bát này, và phần thưởng của mình sẽ cho Bảo Béo là 3 triệu đồng mọi người ạ. Đấy, Bảo Béo thì hôm nay thì cũng đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng như này Bảo Béo. Sẵn sàng. Thử thách này cũng đơn giản thôi, 30 bát thôi. Giản luôn. Thôi rồi, xem trông thế thôi mọi người ơi. Nhưng mà nói chắc cũng phải cố gắng nhiều. Nói chung 30 bát thì cũng không hề đơn giản đâu nha mọi người. Đấy, cứ theo khả năng mà Béo ăn được bao nhiêu tùy thôi. Hết thì sẽ được phần thưởng, còn không thì mình sẽ lấy lại phần thưởng nữa mọi người nhé. Và nhân tiện trước khi Bảo Béo ăn 30 bát mì tôm thì mình cũng xin nhờ mọi người một tí là hiện tại nhà mình làm bán chẩm cháo Tây Bắc mọi người nhé. Nước chấm thần thánh, chấm mấy mọi thứ luôn, chấm thịt gà luộc với thịt luộc này mọi người nhé. Đây, chẩm cháo nhà mình chất lượng luôn mọi người, rất là thơm luôn nha mọi người, rất là nhiều nguyên liệu luôn mọi người. Bề chấm thịt gà này, thịt luộc thì rất là ngon, rau củ quả mọi người ạ. Ngoài ra thì mình cũng có ớt ngâm mọi người ạ. Ớt ngâm này mình dùng ớt xiêm rừng mọi người nhé. Cái ớt nhỏ nhỏ ấy rất là thơm luôn, để lau bằng thơm. Hiện tại nhà mình đang bán giá khuyến mại là 50k một lọ mọi người nhé, và sẽ được miễn phí ship từ 5 lọ trở lên. Ngoài ra mình đang bán nước măng chua mọi người ạ. Mọi người thấy ăn cái quả cái với cái nhạt thì đấy, thường phải không thể thiếu được cái này mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay lại vấn đề hôm nay thì Bảo Béo đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng rồi. Bảo Béo sẵn sàng thì mình cũng xin nhường lại sân khấu cho Bảo Béo mọi người ạ. Mọi người muốn mua hàng thì liên hệ với mình qua số Zalo là 0843000977 mọi người nhé. Số điện thoại mình sẽ ghi để video. Rồi, cảm ơn mọi người nhá. Rồi, bây giờ thì xin mời Bảo Béo thôi. Mình mời mọi người ăn mì tôm cùng mình nhá. Thank you.
rất là nhanh luôn. Là bây giờ là hết là 8 bát, 9 bát, gần 9 bát rồi mọi người ạ. Mọi người cùng cổ vũ cho vào véo để vào buồn véo có động lực ăn hết mọi người nhé. Đại nấc
bầy luôn mọi người. Gần hết rồi nhá. Gần hết. Hết hơn nửa rồi đấy. Cố lên là béo ấy. Mọi người cùng cố gắng cho bà béo nhá. Nếu mà có cần uống nước thì bảo con nhé. Hôm nay quên mang nước để lặt cho mà béo mọi người.
rất là căng nha mọi người. Bắt đầu đến những giai đoạn mà căng nhất rồi đấy. Chắc keo này, chắc vào béo thì mọi người đừng có nghĩ là bát bé thì sẽ dễ, rất là dễ ăn mà sẽ ăn được nha mọi người. Bát bé nhưng nó nhiều vát mọi người ạ. Tận 30 vát thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Đấy. Nên là khuyến cáo mọi người không nên học theo và làm theo nhé. Nhưng mà mình cái bản thân ăn được đến đâu thì ăn thôi, đừng có cố mọi người ạ. Đấy. Mình cũng khuyên bảo vệ là như thế thôi. Ăn được thì ăn, không ăn được thì có thể bỏ cuộc mà. Chắc kèo này phải bỏ cuộc rồi. Không ăn được rồi. No lắm rồi mọi người ơi. Cái 30 bát con này tưởng là ít thôi nhá. Không ăn gì đâu mọi người ạ. Rất là khó luôn. Ây dồi, cảm quá. Hôm nay bỏ cuộc rồi. Đó, xem mà ăn được mấy vát nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 25 bát. Được 25 bát, không cố nốt được 5 bát nữa thôi mọi người này, không cố nốt được này. Nhưng mà chắc do hôm nay mà vào ăn cơm nhiều ở nhà nữa rồi ấy. Ăn cơm nhiều rồi. Ăn cơm ở nhà no rồi mới lên. Chào mọi người nhé. Ai thương bà béo thì xem ủng hộ bà béo nhé. Mọi người đăng ký cho bà béo nhé. Vậy là hôm nay bà béo không thể ăn được 30 bát mì mọi người nhé, mì tôm. Vậy. Ăn được có 25 bát. Rồi. Sao không ăn được thì không nên cố mọi người ạ. Lúc nào mà có hứng nữa, muốn ăn nữa thì vào con. Đấy. Có thể thử lại. Đấy. Tại ăn cơm trước rồi đấy, cái này là mình ăn cơm trước rồi thì mới ra ăn, thì ăn cố được 25 bát mọi người nhá. Thôi vậy là kèo ăn mì tôm thì mà mèo chỉ ăn được 25 bát thôi mọi người ạ. Bạn nào mà có khả năng ăn được, có thể ăn được 30 bát con này thì liên hệ mình nhé mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, thì là chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá. Chào cảm ơn mọi người nhá.